Rồi các bạn chào mừng mình xem nha, nay ngày mùng 6. Rồi bắt đầu là anh em ăn Tết xong bắt đầu tàu biển chuẩn bị ra khơi nè các bạn ơi. Rồi bây giờ là đang chạy ra đó các bạn. Quá trời tàu luôn các bạn. Hôm nay ngày ta xuất bến nè các bạn. Thì mình quay này ở Kiên Giang nha các bạn ơi. Tàu này tàu Kiên Giang của tỉnh Kiên Giang mình nè các bạn. Hôm nay ngày mùng 6 đang khởi hành xuất bến. Quá trời ga luôn. Sáng giờ ra biết bao nhiêu tàu rồi các bạn. Trời luôn các bạn, coi cái tàu chà bá luôn nè. Ghê hồn luôn. Ồ, đây một cặp. Cặp này chắc chung nhau quá. Màu y gan luôn các bạn ha. Ồ, đang đâm ra nhóc nữa các bạn thấy không? Quá trời luôn ở đây. Cái gà nối đuôi luôn các bạn. Kìa, dính chùm nhau. Quá trời luôn. Hôm nay ngày mùng 6 là rất là đẹp trời các bạn ơi. Bởi cho nên là các anh em, các nhà chủ tàu hôm nay là cho ra ngày đi đánh cá nè các bạn. Rồi sẵn hôm nay ngày mùng 6 Tết nay mình chúc cho các anh em đi biển thành công và đầy bội thu nha. Các tàu ghe đều thuận lợi làm ăn hết trơn nha. À, nói đùa với nhau luôn nè các bạn. Thả lại gai, lại gai, lại gai, gai, gai. Quá trời đông. Tới chặt cua đạp kìa. Mê không? Câu ồ. Dạ nào có hơi dữ vậy. Đạp cái khối lên một ngút luôn. Wow. Ở đâu một cái ốc đào nhỏ tôi cũng chèn vô đó. Quá à, gà nói đùa với nhau luôn các bạn thấy không? Tranh nhau hả? Khiếp dữ dằn.
khiếp thiệt. Đạp nữa các bạn. Nói đùa với nhau luôn. Một số anh em còn ở dưới vỏ nè các bạn, chắc chuẩn bị nữa. Trời ơi, nói đùa với nhau luôn. Quá đông. Hôm nay ngày đẹp trời rồi. Các bạn coi nè. Chuẩn bị bình đổ dưới. Ở đây là Long. Ở đây đứng nở mát. Có gà dọc dọc luôn đó các bạn thấy không? Đâu có hai cây neo bành luôn nữa nè, quá trời hai cây neo. Wow, gà xào mới ghê ha, gà nó đuôi luôn á trời. Quay không có ngưng tay luôn, dữ dằn. Có gà nó đuôi với nhau không luôn, mỗi tay giờ hồn mỗi tay chết. Này bắn tới chiều không biết máy nào mà chưa nổi hết hồn đông luôn. Mình chỉ có dịp này thôi, đâu có cơ hội đâu, một năm chỉ được có một lần đó, năm được có hai ngày này à. Chỗ cây xăng hút gì? Ráng chịu đi. Cây xăng bên bắn ga luôn. Ừ. Bó tay. Hai cái chữ đó là người ta có hỏi gì thì nhớ nó trả lời nha. Mày quay thế nào cũng phải bị nó kêu mày là phải là giải thích cái hai chữ làm sao đó. Ừ. Hả? À, trời cái tàu nó bự nha các bạn mà. Đẹp hả? Ừ, chính xác đó. KG là Kiên Giang, số Kiên Giang á, tàu của Kiên Giang. Rồi hai chữ sau là thủy sản đó nha các bạn. Quá, tàu quá đẹp. Mới
Quang Minh 14. Quang Minh 14. Vậy là này chắc nhiều ghe lắm nội ơi. Ghe ghe 14 luôn á. Wow, tới giờ ra nói đu với nhau không. Giờ này bắt đầu mới ghe ra là làm. Sáng giờ mắc mắc xuống nhân liệu rồi này kia. Bây giờ ra. Quá trời. Lấy dầu nè. Trời. Cá. Giờ này giờ tập trung kìa, đổ ra kìa quá luôn. Nội chạy đi ghê trời, hết rồi chiều đạp ghê chứ trời ơi, tập trung quá luôn rồi các bạn ơi, sạc kẹo nhau luôn rồi. Phật khối rồi.